Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi chơi nha. Mình đang ở quán Topping Bip, chi nhánh gì ta, Nguyễn Thị Minh Khai mọi người. Đồ ăn đây ngon lắm. Mà trước khi mình đi ăn á, mình phải sửa soạn cái đã. Hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo mới đến từ nhà Unicode mà mình mua trên Shopee á. Sau khi sấy tóc xong, mình sẽ chuẩn bị để vuốt quát. Hôm nay trong lúc mình dọn phòng, mình bị đứt tay mọi người. Mọi người thấy mình băng không? Miếng băng đúng cu te luôn á. Mình xin của cô bé ở nhà kế bên á. Sau khi vuốt quát xong rồi, mình sẽ cố định tóc bằng keo. Mấy cái sản phẩm này mình không biết là trên Shopee có không, chứ mình mua ở tại shop á. Có gì mình sẽ để link cho mấy bạn nha. Dạo này mình bắt đầu dùng lăn khử mùi rồi. Mặc dù cơ thể mình không có tiết nhiều mồ hôi với lại mùi cơ thể, nhưng mà mình muốn dùng để cho nó có thể thơm được mấy cái dùng đó. Rồi ok, bây giờ tới tiết mục thử áo nè. Chất vải rất là xịn luôn nha mọi người. Mình rất là thích, nó rất là mát. Ê, mình tính cởi áo nhưng mà tua nhanh cúc này, cắt nhanh cúc này. Ok, nếu có áo thì không thể thiếu quần. Chiếc quần này mình cũng tạo trên Shopee, chỉ có 200 cành thôi. Rất là xịn sò luôn. Sau đó mình sẽ đeo đồng hồ. Tổng thể outfit của mình, nhưng mà thấy thiếu thiếu gì á mọi người. Tất nhiên là thiếu một đôi Chelsea boot rồi mọi người. Đó, outfit hoàn thiện liền. Hôm nay mình sẽ sử dụng Dior Service. Mình rất là thích cái mùi này. Mùi này là mùi quốc dân rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ lên đường đi thôi. Let's go. Sorry mọi người nha, đây là lần đầu tiên mình làm video mà lồng tiếng như vậy á. Hơi bỡ ngỡ. Bây giờ mình đã tới nhà của chị mình để đón chị mình. Sau đó hai chị em mình sẽ đi ăn. Trên đường bây giờ cũng bắt đầu đông lại mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ là mọi người phải tiêm vaccine đủ 2 mũi, thực hiện đúng 5K rồi mình mới hẳn ra đường nha. Đã đặt bàn trước ở đây rồi. Kể từ ngày 25 tháng 10 thì mình nghe nói là đã chính thức cho ngồi lại quán ăn rồi. Và các bạn muốn đi tới cái quán nào thì các bạn cũng nhớ là gọi hỏi trước để đặt nha mọi người. Hoặc gọi hỏi trước coi coi là người ta có mở hay không. Còn bây giờ thì miễn là các bạn đau khổ. Ngon lắm mọi người ơi, mình rất là thích xúc xích ở đây.